Rồi em sẽ đây, đưa 8 này thay cái lọc xăng này. Đấy. Thay gồm cái lọc xăng đây, thay gồm cái này và cái này. Đấy, nó theo cái cụm này. Đấy. Chứ nhiều cái họ bán rồi, có biết không em? Rất khó chịu, nhưng bên em sẽ thay cả cụm này. Và chỉ lấy lại cái motor bơm xăng lắp lại. Đấy. Cả các bác nhá. Em là Sông Buôn Bánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em là gói bảo dưỡng con Xpander đời 2019-2020 nhá, của một bác khách. Bác này là xe gia đình trong hội Xpander, bác ấy đi được cỡ khoảng 8 vạn. Đấy, bây giờ bác ấy qua bên em và muốn bảo dưỡng cái cấp 8 vạn. Đấy, thì như tra lịch sử bác ấy nói chuyện là bác ấy đã bảo dưỡng ở cái cấp 4 vạn rồi. Thì đây, hôm nay là bác ấy muốn qua bên em. Thứ nhất là muốn kiểm tra lại toàn bộ xe, phần gầm, phần phanh pháo và tất cả, và bảo dưỡng cấp 8 vạn. 8 vạn là gồm những cái gì? Thứ nhất là bên em sẽ kiểm tra cái đầu tiên là cái lọc gió điều hòa và lọc gió động cơ. Thì hai cái này cấp 4 vạn bác đã thay rồi, thì nó rất sạch, bọn em sẽ xịt gió và vệ sinh. Bên thứ hai là cái vệ sinh tất cả những cái bụi phanh và những cái mỡ ở trụ áp phanh và kiểm tra dầu phanh. Đấy. Cái thứ ba là bên em sẽ kiểm tra buji, là tí em sẽ tháo buji ở trong tất cả bốn quả buji ra và để xem nó có bòn trấu hay không, và trên tinh thần là kiểm tra và báo bác chủ nhá. Cái thứ tư là em sẽ thông cho các bác kim phun bằng cái truyền cho bác cái dung dịch gọi là vệ sinh kim phun bùng đốt nhá. Cái này nó có tác dụng là làm sạch hết các cái đầu kim đấy bằng dung dịch. Cái thứ tư là em sẽ kiểm tra nước làm mát cho bác ấy bằng cách đây, nước làm mát đây nhá. Như con này 8 vạn, nước vẫn có màu xanh, vẫn đẹp nhá. Đây là trên tinh thần là tiết kiệm cho bác ấy. Đấy. Cái thứ năm là em sẽ vệ sinh cái cổ ga ở đây. Đấy, cổ ga ở đây. Đấy. Thứ sáu là kiểm tra cho bác cái dầu phanh. Dầu phanh của bác ấy vẫn còn đẹp nhá. Vạch mắc đây. Đấy. Anh em nhìn luôn này, vẫn còn vàng vạch mắc này. Đấy. Cái thứ bảy là em sẽ thay cho bác đây. Cái này là cái quyết định rất nhiều. Và rất nhiều anh em là hay bỏ qua cái này và cũng không để ý nhiều lắm. Đó là cái lọc xăng. Lọc xăng này thì em nói luôn anh em là nó rất khó chịu nhá. Mình phải tháo cả ghế ra để mình lấy được cái cụm lọc xăng ở trong thùng. Đấy, cái này là làm cực kỳ mất thời gian và cực kỳ khó chịu. Đấy, thứ 8 là em sẽ ở đây. Thứ 8 là em sẽ thay cái lọc xăng này. Đấy. Thay gồm cái lọc xăng đây, thay gồm cái này và cái này. Đấy, nó theo cái cụm này. Đấy. Chứ nhiều cái họ bán rồi, có biết không em? Là rất khó chịu, nhưng bên em sẽ thay cả cụm này. Và chỉ lấy lại cái motor bơm xăng lắp lại. Đấy. Thứ là thứ 7. Và tiếp theo là bọn em sẽ kiểm tra tất cả những cái giảm sóc. Những cái giảm sóc này của bác này vẫn còn đẹp nhá, chưa chảy dầu gì đâu. Cái này vẫn đẹp nhá. Đấy. Và tất cả những cái cao su gầm bệ, cao su đây, cao su đầu càng này, cao su cầu này vẫn còn đẹp nhá. Đấy. Gầm trước thì sẽ kiểm tra tất cả những cái chụp bụi. Đấy. Những cái chụp bụi này. Những cái chụp bụi này, những cái chụp bụi, những cái rô tuyên, xem nó bị rách chiếc thì chưa. Đấy, cái này con này vẫn còn đẹp nhá. Và cả dây cu loa cho bác ấy nhá. Rồi. Và cái bước sau nữa là em sẽ kiểm tra dầu số tự động cho bác ấy nhá, xem là cái chất lượng dầu nó còn đẹp không nhá. Nhưng trên tinh thần khuyến cáo thì 8 vạn thì chưa nhất thiết lắm. Với cái dầu số này rất nhạy cảm. Đấy. Và kiểm tra tất cả những cụm cao su, cái rô tuyên và tất cả gầm bệ đây, nó này quẹt đầu một tí này. Đấy. Đấy. Và xoay kỹ. Còn là đo